Đây là miếng thịt ba chỉ 900 g. Mình mua về thì đã rửa sạch, cạo da sạch sẽ hết rồi mấy bạn. Rồi thì mình lấy giấy mình thấm cho nó khô, thấm cho thật là khô nước ha. Mình chọn miếng thịt rất là ít mỡ mấy bạn. Các bạn thích ăn mỡ nhiều thì các bạn chọn thịt nhiều mỡ thì cái miếng thịt nó sẽ dày hơn, nó cao hơn ha. Cái này là mấy bạn thấy nhìn xung quanh rất là ít mỡ luôn. Nó có ba chỉ đàng hoàng nhưng mà giữa các cái lớp á, nó có tí xíu mỡ thôi. Ăn như vậy nó đỡ ngán hơn. Nhiều mỡ quá rất là ngán. Đây cho nên là miếng thịt nó không có được cao lắm. Bây giờ mình thấm hết tất cả các mặt cho nó thật là khô nè. Xong rồi mình lấy dao mình chẻ cho nó vài đường để cho chút nữa mình thoa gia vị nó dễ thấm đó mấy bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết để làm cái thịt heo quay mà không cần phải sử dụng bột nổi, không cần phải sử dụng giấm, nhưng da nó vẫn rất là giòn, giòn thật là giòn và nó nổ đều và giòn đều luôn. Nguyên liệu để ướp thịt mình không có sử dụng chao, nếu các bạn nào thích ăn chao thì sử dụng chao nha. Còn mình không có thích mùi chao cho nên mình sử dụng là một muỗng cà phê muối. Hai muỗng cà phê bột nêm. Bột nêm cờ no nha mấy bạn. Hai muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê tiêu. Hai muỗng cà phê tỏi sấy khô. Hai muỗng cà phê ngũ vị hương. Trộn hỗn hợp ướp cho đều. Xong rồi mình thoa đều cái hỗn hợp đã ướp này vào phần thịt. Tất cả cái chỗ nào có thịt là mình thoa hết ha mấy bạn. Cái phần da thì mình không có đụng đến ha. Thoa cho thật là đều, cho gia vị nó thấm đều vào thịt. Mình không có sử dụng chao ở đây bởi vì bên mình rất là khó kiếm chao mấy bạn. Và nói chung là mình cũng không có thích ăn chao lắm đó, cho nên mình không có bỏ chao vào.
Các bạn nếu mà thích ăn cái mùi chao đó thì các bạn mua chao các bạn bỏ vào thì các bạn giảm cái phần muối và bột nêm lại ha, tại vì chao nó đã mặn sẵn rồi ha. Với lại mình ướp như thế này đó để cho cái miếng thịt nó được khô, nó không có ra quá nhiều nước. Nếu mà có chao vào đó thì nó sẽ rất là ướt mấy bạn. Mình cắt đôi miếng thịt này ra bởi vì cái lò chiên không dầu của mình nó không có đủ chiều dài của miếng thịt này đó. Xong rồi các bạn lật cái mặt phần thịt đó để xuống phía dưới đĩa. Để cho cái phần da nó được khô ở phía trên đó mấy bạn. Và mình cẩn thận hơn thì mình lấy giấy mình đậy cái phần da lại để cho nó rút hết nước đi ha. Xong rồi mình lấy giấy ráp mình bọc lại. Rồi mình để vào ngăn mát của tủ lạnh qua đêm. Qua ngày hôm sau thì mình lấy thịt ra mình để lên cái giấy bạc nè. Rồi lấy vật nhọn xăm thật là nhiều vào cái phần da. Xong rồi mình bọc xung quanh miếng thịt lại. Sau khi mình bọc cái xung quanh thịt như thế này thì mình rải muối, một lớp muối thật là dày lên trên mặt da. Nhưng mà mấy bạn tránh để cho muối nó rơi xuống phần dưới của thịt nha mấy bạn.
Sau khi mình đã rải muối một lớp dày lên trên mặt da rồi, thì mình bỏ vào khay nướng. Bỏ vào lò air fryer, mình nướng lần thứ nhất với nhiệt độ là 190 độ. Nướng 35 phút. Sau 35 phút thì mình lấy thịt ra nè. Các bạn tháo giấy bạc ra bỏ nha. Rồi lấy cái lớp muối ở phía bên trên ra. Nè, mấy bạn thấy cái lớp muối không? Nó đặc cứng lại, mình lấy ra rất là dễ dàng luôn ha. Một cái lớp dày như thế này. Các bạn phủi muối bỏ đi nha, để cho nó đừng có bị mặn. Xong rồi mình bỏ trở vào khay nướng. Bỏ 2 miếng thịt trở vào khay nướng như thế này. Rồi mình nướng lần thứ hai với nhiệt độ là 200 độ. Thời gian là 25 phút. Đây bây giờ là thịt nó đã chín rồi mấy bạn. Đó, mấy bạn nghe cái âm thanh của nó không? Rất là giòn luôn. Đây, bọp bọp luôn ha, rất là giòn. Bây giờ mình cắt thịt. Đó, mấy bạn nghe không? Cắt cắt luôn như thế này luôn nè. Cái da rất là giòn. Mình không có cần luộc thịt trước ha. Nhưng mà mấy bạn thấy không, cái thịt nè. Đó, nó chín rất là đều và nó mềm ha, chứ thịt nó không có bị cứng. Và cái da của nó nè, nổ rất là đều đẹp luôn ha. Mấy bạn nghe mình cắt cái âm thanh giòn rụm luôn ha. Đây các bạn thấy cái đĩa thịt quay thật là ngon ha, màu rất là đẹp ha, mặc dù mình không có pha màu nha. Bây giờ mình ăn thử một miếng xem coi nó như thế nào nè. À, các bạn nghe cái âm thanh rất là giòn ha, mình nhai thật là giòn luôn ha. Rồi, chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mình nha.